hai tính năng ưu việt: cơ chế tự động của quạt tán nhiệt, đèn báo khi thiết bị bị quá nhiệt, quá dòng, công tắc lựa chọn chức năng 2T, 4TA, 4TB. Hoàng Đăng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của công ty Hồng Ký. Quý vị thân mến, thời gian qua đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng cũng như là các thợ hàn chuyên nghiệp, công ty Hồng Ký không ngừng cải tiến, nghiên cứu và sản xuất ra nhiều loại máy hàn điện tử có công suất, thiết kế, mẫu mã khác nhau, đa dạng sự lựa chọn cho người tiêu dùng nữa. Ngày hôm nay thì Hoàng Đăng sẽ tư vấn và giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc máy hàn đang rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay và được rất nhiều anh em thợ hàn chuyên nghiệp lựa chọn và tin dùng. Đó chính là máy hàn điện tử HK Mix 500 với công suất lớn nè, cũng như là đáp ứng tốt nhu cầu của tất cả mọi người. Vì vậy, hãy theo dõi hết clip này để cùng tìm hiểu xem tại sao chiếc máy này lại được tin dùng và lựa chọn nhiều đến thế nhé. Quý vị thân mến, khi mà quý vị chúng ta đặt mua sản phẩm này mình sẽ nhận được trọn bộ như thế này đây. Đầu tiên cần phải kể đến đó chính là máy hàn HK Mix 500. Tiếp theo đó là rùa hàn cùng với dây cáp hàn tích hợp dài đến 10m. Và hai phụ kiện không thể thiếu khi mà chúng ta sở hữu một chiếc máy hàn, đó chính là súng hàn và kẹp mát. Súng hàn thì có dây dài 3m và kẹp mát mình sẽ có dây dài 5m, được làm bằng đồng nguyên chất 100%, nên quý vị phải hoàn toàn yên tâm nha. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ còn có là dây dẫn cấp khí cũng như là dây cấp nguồn 3 pha cho máy hàn HK Mix 500. Quý vị còn sẽ có một đồng hồ đo CO2 giúp mình theo dõi những thông số hoạt động khi làm việc chính xác hơn. Về phần test hàn thì mình sẽ có 3 kích thước, đó chính là 1.0, 1.2 và 1.6mm để quý vị có thể dễ dàng thay thế hoạt động sử dụng tùy theo nhu cầu, tùy theo vật liệu mà mình hàn cho phù hợp nha. Rồi, về phần con lăn được kèm theo máy hàn HK Mix 500 mình sẽ có 2 con lăn. Một con lăn có đầu 1.0 và 1.2mm. Con lăn còn lại mình sẽ có đầu 1.2 và 1.6mm. Tùy theo nhu cầu, tùy theo công việc mà mình có thể lắp đặt một cách phù hợp, nhanh chóng và dễ dàng đúng không? Ngoài ra quý vị còn có một chiếc lục giác phi 8mm để mình có thể dễ dàng tháo lắp các phụ kiện bên trong. Rồi, khi mà mình mua bất kỳ một thiết bị điện tử nào, mình luôn luôn có hai cái này. Đầu tiên đó chính là sổ hướng dẫn sử dụng và tiếp theo là một cuốn sổ bảo hành để mình an tâm hơn khi sử dụng, cũng như là nhà sản xuất sẽ chịu trách nhiệm nếu như sản phẩm có vấn đề trong thời gian bảo hành quý vị nha. Về phần cấu tạo ngoại quan thì mặt trước của máy bao gồm có đồng hồ hiển thị dòng điện hàn, tốc độ dây, đồng hồ hiển thị điện áp hàn, đèn LED báo quá tải, đèn LED báo khi có dòng hàn, nút điều chỉnh tốc độ dây, có thể điều chỉnh cường độ dòng điện hàn, nút điều chỉnh cảm kháng, nút điều chỉnh điện áp hàn, công tắc lựa chọn kích thước dây hàn, công tắc lựa chọn chức năng 2T, 4TA, 4TB để điều khiển xuống mic, nút kiểm tra dây, cực âm nguồn đầu ra kết nối với kẹp mát, chốt kết nối dây điều khiển xuống hàng mic, cực dương nguồn đầu ra sẽ kết nối với đồ hàn. Ở mặt sau của máy thì sẽ bao gồm ổ kết nối với nguồn 3 pha 380V, ổ cắm nguồn AC 36V cho đồng hồ khí CO2, công tắc nguồn, quạt tản nhiệt, dây nối đất, vị trí kết nối robot khi yêu cầu từ khách hàng. Cấu tạo của rùa hàn thì gồm nút điều chỉnh điện áp trên rùa hàn, nút kiểm tra dây trên rùa hàn, nút điều chỉnh cường độ dòng hàn, tốc độ cấp dây trên rùa, chốt kết nối khi ra từ rùa hàn vào súng hàn mic, chốt kết nối công tắc điều khiển súng hàn mic, chốt kết nối với cọc kết nối của súng hàn mic, chốt kết nối rùa hàn với máy hàn mic, ống dẫn khí bảo vệ từ bình khí, cọc kết nối dài kết nối với cực dương hoặc là cực âm của máy hàn mic. Các bạn thân mến, máy hàn HK Mix 500 sở hữu những tính năng ưu việt mà ít chiếc máy mix nào có được. Tính năng thứ nhất đó chính là cơ chế tự động của quạt tán nhiệt. Trong quá trình làm việc, nếu mà nhiệt độ trong máy lên tới 52 độ C thì quạt sẽ bắt đầu hoạt động. Sau khi làm mát và giảm nhiệt độ máy xuống còn 40 độ C thì quạt sẽ tự ngưng. Điều này sẽ không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn giảm thiểu bụi bẩn bám vào trong máy của mình nữa. Và điều thứ hai đó chính là có đèn báo khi thiết bị quá nhiệt, quá dòng hoặc là đèn báo nguồn điện vào không ổn định nữa. Đặc biệt là ở chiếc máy này thì có cả công tắc lựa chọn chức năng như là 2T, 4TA và 4TB giúp điều khiển súng hàn mic. Công tắc này sẽ được sử dụng như là khi mà mình kích hoạt chế độ IT thì cho phép điều chỉnh các thông số trực tiếp trên rùa hàn. Điều này sẽ giúp người dùng làm việc dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Và với chế độ này thì quý vị chỉ cần bóp cò súng sẽ bắt đầu hàn và nhả ra thì sẽ dừng hàn lại. Còn đối với chế độ 4TA thì khi quý vị bật chế độ này thì cũng sẽ điều chỉnh được các thông số trực tiếp trên rùa hàn, nhưng mà thao tác hàn lại khác với chế độ 2T. Theo đó thì quý vị chỉ cần bóp thả cò xuống là hàn được. Còn muốn dừng hàn thì chúng ta chỉ cần lặp lại thao tác đó một lần nữa, bóp thả cò xuống là xong. Với chế độ 4TB thì khi quý vị bóp thả cò xuống lần thứ nhất sẽ hàn theo thông số điều chỉnh trên rùa hàn. Còn bóp và giữ cò xuống thì sẽ hàn theo giá trị đặt trên máy. Muốn dừng hàn thì chỉ cần nhả cò xuống ra mà thôi.
chúng ta cũng đã thấy mấy hàng HK Mix 500 không những hàng rất êm mà dòng hàng còn ổn định và mạnh mẽ nữa. Còn đây là thành quả thưa quý vị, mỗi hàng rất đều và đẹp. Sau khi xem xong video này, nếu quý vị quan tâm hoặc là có nhu cầu mua sản phẩm, hãy để lại tên cũng như là số điện thoại bên dưới phần comment, hoặc cũng có thể liên hệ với các đại lý của Hồng Ký trên toàn quốc. Đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube để nhận về cho mình những video sớm nhất. Còn bây giờ Hoàng Đăng xin chào và hẹn gặp lại.